Thì trước đây là Trọng cũng có chia sẻ một số cái video về cái quá trình xây dựng cái ngôi nhà rồi. Nhưng mà cái video ngày hôm nay là cái video đặc biệt hơn. Vì cái ngôi nhà mà Trọng đã xây dựng suốt những tháng ngày vừa qua, xây dựng bằng cái sự nỗ lực của Trọng. Năm nay là Trọng 27 tuổi rồi. Suốt là mười mấy năm qua là mình cố gắng, mình nỗ lực. Thì ngày hôm nay là cái ước mơ của mình đã thành hiện thực. Suốt những tháng ngày vừa qua, Trọng mà khởi công, Trọng xây dựng cái nhà này thì Trọng có nghe được những cái lời đồn của những cái người dân ở trong làng của Trọng. Thì họ đồn thổi với nhau rằng là Trọng xây cái nhà 4-5 tỷ, xây cái biệt thự to nhất làng luôn. Nên là ngày hôm nay là Trọng sẽ quay chi tiết cái ngôi nhà của Trọng cho tất cả khán giả xem và cho tất cả người dân ở xung quanh đây xem. Và Trọng sẽ đính chính lại rằng là liệu cái ngôi nhà của Trọng xây có phải là cái biệt thự 4-5 tỷ to nhất làng này hay là không. Thì Trọng sẽ đính chính và quay chi tiết cho tất cả khán giả cùng xem. Xin chào tất cả mọi người nhé, mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là một ngày rất là quan trọng đối với cuộc đời của Trọng luôn. Thì ngày hôm nay là Trọng cũng sẽ có một cái video rất là đặc biệt Trọng muốn chia sẻ với tất cả khán giả ở trên kênh YouTube của Trọng. Như tất cả khán giả đã biết, cách đây là mấy tháng là Trọng có khởi công để xây dựng cái ngôi nhà dành riêng cho gia đình của Trọng. Thì trước đây là Trọng cũng có chia sẻ một số cái video về cái quá trình xây dựng cái ngôi nhà rồi. Nhưng mà cái video ngày hôm nay là cái video đặc biệt hơn. Vì cái ngôi nhà mà Trọng đã xây dựng suốt những tháng ngày vừa qua, xây dựng bằng cái sự nỗ lực của Trọng. Năm nay là Trọng 27 tuổi rồi. Suốt là mười mấy năm qua là mình cố gắng, mình nỗ lực. Thì ngày hôm nay là cái ước mơ của mình đã thành hiện thực. Thành ra là Trọng muốn quay lại cái video này để Trọng làm kỷ niệm. Thì hiện tại bây giờ là Trọng đang rất là xúc động. Chắc là khán giả xem ở trong video là khán giả sẽ thấy. Thì tại vì ngày hôm nay là một cái ngày rất là quan trọng. Thì vì mình đã làm được cái điều ước mà mình khao khát suốt bấy lâu nay. Thì ngày hôm nay thì Trọng, nhà của Trọng đã xong và Trọng dọn về nhà mới. Thì Trọng cũng có đón vợ của Trọng và con của Trọng và gia đình của Trọng về nhà mới để ở. Thành ra là Trọng muốn quay lại cái video này để Trọng chia sẻ, Trọng giữ làm kỷ niệm. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Thì ngày hôm nay thì nhà của Trọng xong nên là hiện tại bây giờ là Trọng đang rất là xúc động luôn. Thành ra là rất là mừng vì mình đã thực hiện cái điều ước mà suốt mình ấp ủ suốt mười mấy năm qua. Thành ra là bây giờ khán giả xem Trọng là nhìn thấy hình ảnh của Trọng là khán giả thấy rồi. Thì tại vì có rất là nhiều khán giả lúc trước Trọng quay về cái video, quay video về nhà của Trọng thì cũng có rất là nhiều cô chú khán giả trên kênh của Trọng thì cũng bình luận và nói là khi nào Trọng làm xong cái nhà thì Trọng mới quay cho cô chú xem để cô chú chúc mừng. Thì Trọng ngày hôm nay thì nhà xong thì Trọng cũng quay cho cô chú xem luôn nhá. Thứ nhất là quay làm kỷ niệm, thứ hai là quay để chúc mừng. Thì đây Trọng giới thiệu qua qua. Lúc trước cái nhà của Trọng ở đây là một cái ao rất là sâu luôn. Nhưng mà Trọng đã đổ đất thì Trọng lấp lên rồi. Bây giờ là xây dựng. Thì cái ngôi nhà là suốt 5 tháng vừa qua. Thì cái này là không phải là 5 tháng vừa qua. Suốt là mười mấy năm vừa qua là mình cố gắng. Thì bây giờ là cái ngôi nhà là đã xong. Thì cả nhà xem hình hài ngôi nhà của Trọng kìa. Thì tổng cộng Trọng cái ngôi nhà này là Trọng xây dựng là Trọng giới thiệu sơ qua nhá. Thì cái ngôi nhà này của Trọng là diện tích sử dụng là 140m². Diện tích nhà là 140m². Còn tính cả diện tích sân và vườn nữa là thành là 750m². 750m² vừa sân nhà vừa vườn. Thì đi cả nhà, bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả cùng vào trong nhà nhá để mình quay chi tiết luôn. Trước đây thì Trọng cũng có quay những cái video về nhà rồi nhưng mà nó chưa có hoàn thiện. Thì ngày hôm nay là video là hoàn thiện rồi, Trọng sẽ review hết. Thì ở đây là Trọng có những trồng những cái cây cảnh để cho gần gũi với thiên nhiên này cả nhà. Để Trọng quay qua sơ qua bên ngoài cái nhà rồi Trọng mới quay vào trong nhà cho cả nhà cùng xem nhá. Đây thì giới thiệu với tất cả khán giả, ngày hôm nay thì cũng có một nhân vật rất là đặc biệt ở trong video của Trọng luôn. Đây là ba của em Kiệt. Cha chào khán giả cái đi cha. Chào khán giả. Vâng. Thì ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đó cả nhà. Thì nên là ba mẹ của em Kiệt
cũng đi lên trên này để mừng anh em Trọng, gia đình của Trọng dọn về nhà mới để ở. Cha đang làm gì cha? Giúp bà đắc trồng cây. Vâng, trồng cây à? Ba của em Kiệt đang trồng cây cảnh. Thì ba mẹ của em Kiệt lên để mừng gia đình Trọng dọn về nhà mới cả nhà. Đây khoảng sân này cả nhà. Đây có một cây vú sữa. Cây vú sữa này thì Trọng cũng mới mua về là Trọng trồng luôn này. Đây, ba của em Kiệt là đang chắc là trồng cỏ lên cho nó đẹp. Còn ở đây là có một cây khế. Cây khế này thì xưa nay là nhà gia đình nhà Trọng trồng là có sẵn ở đây rồi. Đây là có một cây khế, gần đây là xe của Trọng. Trọng quay bên ngoài trước xong rồi Trọng mới quay chi tiết cho cả nhà xem. Thì đây là cái nhà xe này là Trọng để xe máy. Thì đây cái nhà xe để xe máy, còn ô tô thì mình để ngoài trời luôn cả nhà. Đây là Trọng quay bên ngoài cho cả nhà xem nhá. Bây giờ xíu nữa Trọng đi vô trong nhà. Đây cũng có mua những cái cây cảnh này để cho nó gần gũi với thiên nhiên. Trọng thì Trọng rất là thích gần gũi với thiên nhiên nha cả nhà. Đây, đây cũng có cây cảnh này. Đâu, em Kiệt đứng đó đi để quay camera cái bên này. Đằng trước này thì Trọng cũng có trồng rất là nhiều cây cảnh luôn này cả nhà. Cái cây này là cái cây cọ. Cây cọ. Sau này lớn lên rất là đẹp luôn. Thôi thì Trọng không nói nhiều nữa. Bây giờ Trọng vào Trọng review nhà luôn nhá. Đây này cả nhà. Đây có trồng hai vườn. Hai bên nhà là có trồng hai cái vườn hồng luôn này cả nhà. Nhìn đẹp không? Thì đây là nhân vật chính của video ngày hôm nay. Đây, cả nhà xem, cả nhà thấy không? Suốt mười mấy năm qua, sự cố gắng và nỗ lực của mình thì ngày hôm nay thì mình cũng làm được cái điều này. Thì ngay đầu video là Trọng quay video là Trọng xúc động, là Trọng muốn khóc luôn đó cả nhà. Chắc cả nhà thường xuyên xem video của Trọng thì cả nhà sẽ biết cái tính của Trọng. Mình làm được những cái điều gì to lớn thì mình cảm thấy sự nỗ lực của mình nó xứng đáng á, nên là mình xúc động luôn. Bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả trên kênh của Trọng cùng vào trong nhà nhá. Trọng review chi tiết cái ngôi nhà cho cả nhà cùng xem. Đây, thì đây là trong nhà, đây là vợ của Trọng. Em ra đây em. Ra đây chào khán giả. Thì mới đón vợ về hồi sáng nay luôn. Em chào tất cả các cô chú khán giả đi. Chào cô chú anh chị. Mẹ bỉm sữa. Bé của Trọng thì được là gần 2 tháng rồi. Kiệt quay em bé cho các cô chú xem này. Nhìn đẹp trai giống bố không? Lúc nào quay chẳng ngủ. Ngủ cả ngày luôn con. Tại vì em bé bây giờ là lúc nào là nó cũng ngủ như vậy. Em bé mới sơ sinh là một ngày là bé ngủ từ 18 đến 20 tiếng luôn. Bé ăn chưa? Chưa. Ngày hôm nay thì anh đi dẫn hai mẹ con đi review nhà mới, quay cho tất cả các cô chú xem luôn. Chào cô chú cái nữa đi. Chào các cô chú anh chị. Đi, em đi cùng anh nào. Thì để Trọng bật đèn lên quay cho nó sáng nha cả nhà. Trọng bật đèn lên này. Đây. Đây là phòng khách nha cả nhà. Đây là cái không gian phòng khách. Thì Trọng cũng có sắm sửa đầy đủ đồ đạc ở trong nhà rồi. Thì cái ngôi nhà này là 140m2. Thì cái công năng sử dụng là gồm có một phòng khách, một phòng bếp và 4 phòng ngủ và một nhà hai nhà vệ sinh. Thì 4 phòng ngủ nhưng mà Trọng xây riêng một cái phòng để làm phòng thờ, thành ra là còn 3 phòng ngủ thôi. Đây, phòng này là phòng thờ này cả nhà. Đây. Kiệt quay cho cả nhà xem. Đây là phòng thờ nhá. Trọng thờ ông bà tổ tiên thì cái gì cũng phải uống nước nhớ nguồn, thì nhờ có ông bà tổ tiên thì mới có mình ngày hôm nay, nên là mình là một phòng thờ ông bà tổ tiên luôn. Đi nào, đi review nhà cùng ba nào, bắp. Để bắp đi review nhà cùng ba nhá. Đây. Cái phòng này là phòng làm việc, phòng làm việc của anh em Trọng, cũng như là cái phòng này là em Kiệt tối em ngủ, với cả trong này là phòng làm việc luôn. Thì trong này thì nó cũng rất là lộn xộn, Trọng quay qua thôi chứ Trọng không mở ra. Thì phòng này là một phòng ngủ đây cả nhà. Đấy, đây là một phòng ngủ. Để Trọng bật đèn lên nhá cho nó sáng. Đâu, còn phòng bắp là phòng nào con? Đâu, con review phòng của con đi bắp ơi. Phòng bắp đây. Đây, giới thiệu với tất cả cô chú nhá, đây là nhà phòng của bắp. Phòng này là phòng của hai vợ chồng Trọng với cả bé bắp. Hai vợ chồng ngủ ở đây. Còn mẹ của Trọng thì ở bên kia. Còn phòng bên ngoài nữa thì em Kiệt với cả là chung với phòng làm việc luôn. Thì bàn này là bàn ăn này.
Đây, mình review cho cả nhà xem hết luôn. Đi em, đi lên trên này review cho cô chú xem. Bắp kèo này ít khóc chưa? Ít rồi, ngoan. Đây, đúng rồi, trên trần nhà này Trọng có làm mấy cái này rất là đẹp luôn này cả nhà. Em Kiệt quay cho cả nhà xem. Thì trần nhà là Trọng có thuê họa sĩ ở dưới Sài Gòn, họ lên họ vẽ những cái bức tranh này cả nhà. Cả nhà xem thấy đẹp không? Em thấy đẹp không? Đẹp. Ừ, trong này là Trọng có vẽ bức tranh chim bồ câu này. Còn bức tranh ở ngoài này là mới là ý nghĩa này cả nhà. Đây là ở ngoài phòng khách nhá. Em Kiệt ra ngoài. Kiệt quay ngược lên cho cả nhà cùng xem. Cái bức tranh này là Trọng có thuê họa sĩ từ dưới Sài Gòn, họ xuống đây họ vẽ. Thì như cả nhà nhìn thấy là ở trên trần là có 3 con chim. Thì một con chim đực là con chim bố, và một con chim cái là con chim mẹ, và một con chim con nữa. Thì khán giả chú ý là con chim đực là nó đang ngậm một cái cọng lúa ở trên miệng của nó, là nó đem về tổ, nó xây dựng cái mái ấm cho gia đình. Thì Trọng vẽ như tất cả những cái thứ này là đều có một cái câu chuyện của nó. Thì như cả nhà thấy là một con chim đực đi làm đem đồ ăn về để nuôi một con chim cái, một con chim con. Thì khán giả thấy là giống như kiểu là gia đình của Trọng không? Là Trọng muốn vẽ cái cuộc sống của Trọng, cái gia đình của Trọng lên trên đó luôn. À, Trọng đi làm kiếm tiền về nuôi hai mẹ con, chim mẹ thì ở nhà nuôi chim con. Đấy. Đây là Trọng vẽ những cái bức tranh này là đều là có những cái ý nghĩa riêng của nó luôn. Bây giờ là Trọng đi review sau nhà nhá. Thì mời khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Mẹ đâu rồi em? Mẹ đi vườn. Mẹ đang làm vườn à? Đi, bây giờ Trọng ra đằng sau, Trọng review sau vườn cho cả nhà xem. Thì đồ đạc ở trong nhà thì Trọng mua đầy đủ rồi, mua những cái đồ đạc mà Trọng làm rồi. Đây, thì ở đây là hai cái nhà vệ sinh. Thì em ở trong nhà đi, tại vì em bé ra ngoài gió em. Đây là hai cái nhà vệ sinh. Đây, thì đằng sau này là một cái khoảng không gian mở. Cái này thì tại vì đất nhà Trọng ở trên cao á, nên là Trọng có làm cái lan can này, thì gọi tạm là cái khoảng không gian nhà view, giống như mấy cái quán cà phê ở trên Đà Lạt á, để chiều chiều mát mát thì ra ngoài này ngắm cảnh. Tại vì nhà Trọng ở trên cao mà. Cả nhà xem đồi núi ở ngoài kia kìa. Cả nhà thấy không? Trời ơi, đồi núi rất là đẹp luôn. Kìa, thì mẹ của Trọng thì mẹ của Trọng là đang làm vườn, đang trồng cây ở dưới kia kìa cả nhà. Cả nhà xem kìa. Tại vì mẹ của Trọng là xuất thân là nông dân, lúc nào cũng tay lấm chân bùn, nên là Trọng lúc nào cũng thấy mẹ Trọng làm ở ngoài vườn hết á. Thì để Trọng xuống dưới Trọng nói chuyện với mẹ coi. Tại vì ngày hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, nên là Trọng sẽ kêu mẹ vô trong nhà thì để nói chuyện. Cả nhà thấy cái khoảng không gian này mở này nhìn đẹp không? Giống như mấy cái quán cà phê trên Đà Lạt họ hay làm á. Bây giờ Trọng xuống dưới, Trọng nói chuyện cùng mẹ Trọng, kêu mẹ Trọng lên trên nhà ngồi nói chuyện một tí. Đây, ở dưới này thì Trọng ở đây là Trọng có muốn làm một cái nhà kho. Thứ nhất là để đứng hàng, thứ hai là để nhiều cái vật dụng để Trọng làm vườn đó cả nhà. Bây giờ Trọng ra, Trọng nói chuyện với mẹ của Trọng. Trọng đi xuống vườn. Đây cả nhà. Thì mẹ của Trọng là đang cuốc đất ở đằng kia kìa. Cả nhà thấy đó. Bây giờ là Trọng ra nói chuyện với mẹ luôn, kêu mẹ đi lên trên nhà. Mẹ ơi, mẹ làm gì đây? Mẹ đang cuốc cái đất này để trồng mấy cái cây này. Cuốc trồng cây à? Nào để con gài cái này nhá. Đấy, con đang quay phim đấy. Khán giả của con là đang xem đấy. Chào khán giả đi. Xin chào khán giả của kênh Phúc Trọng. Thì ngày hôm nay là Trọng giới thiệu với tất cả khán giả luôn. Đây là mẹ ruột của Trọng nhá, thì người sinh ra Trọng. Thì ngày hôm nay là con đang quay phim. Tại vì ngày hôm nay là cái ngày vợ chồng con và gia đình mình chuyển về nhà mới á. Con muốn quay lại cái video này để làm kỷ niệm. Thì mẹ đang trồng cây à? Tính trồng hai cái này ở đâu đây? Đây, cuốc ở đây cho nó sạch đã, xong thì nghiên cứu trồng chỗ nào thì trồng. Vâng. Mẹ của Trọng là năm nay là 60 tuổi rồi. 60 nhỉ? Hay 61? 60. 60 tuổi rồi. Bây giờ nghỉ tay một tí đi. Bây giờ đi lên trên nhà. Đi lên trên nhà tại nói chuyện cùng con và nói chuyện cùng với khán giả của con. Thì tại vì cái video này mình quay lại để mình làm kỷ niệm mình mừng nhà mới á. Đi, bỏ đồ nghề ở đấy đi. Đi lên trên này một tí mẹ.
Phải bưng cái này vào chỗ mát để. Bưng vào chỗ mát à? Ừ. Cái này cây hoa giấy đúng không? Đúng rồi. Đi. Cái này để ở đâu đây? Để vào gốc gốc cây cho mát. Ừ, đi. Để gốc cây nào? Để gốc cây vú sữa này nhá. Ừ. Mẹ Trọng là một cái người mà rất là yêu cây cảnh luôn. Để đây đi. Để ngoài nắng nó cũng có chết đâu mà. Bị sao đây? Đau lưng. Đau lưng à? Ừ. Đi, đi lên trên nhà, đau nhiều không? Đau nhiều chứ. Kêu rồi làm ít thôi, giờ than đau lưng. Đi, đi rửa tay chân tay rồi lên trên nhà rồi mình nói chuyện cùng khán giả bên con một tí. Chào tất cả mọi người. Thì nãy giờ là Trọng đã quay chi tiết tất tần tật về cái ngôi nhà của Trọng rồi đó. Trọng review từ ngoài sân cho đến trong nhà, cho đến đằng sau nhà luôn. Tại vì ngày hôm nay là một cái ngày rất là quan trọng, nên là ba mẹ của em Kiệt thì cũng lên trên này để mừng vợ chồng Trọng về nhà mới. Thì ở đây cũng có cả mẹ của Trọng nữa. Thì cái ngôi nhà này là một cái ngôi nhà mà Trọng đã ấp ủ suốt mười mấy năm qua. Thì đến ngày hôm nay thì mình mới thực hiện được cái điều này, để mình xây dựng có một cái ngôi nhà khang trang cho gia đình của mình, rồi cho mẹ của Trọng, thì cho vợ của Trọng và cho con của Trọng. Thì cái video này thì Trọng rất là xúc động, thì Trọng cũng rất là mừng luôn. Thì bây giờ là Trọng sẽ nói chuyện cùng với mẹ Trọng để xem là mẹ của Trọng ngày hôm nay về nhà mới xem mẹ Trọng có mừng không nhá. Thì hôm nay thì về nhà mới thì mẹ thấy nhà có đẹp không? Mẹ thấy đẹp lắm, mẹ mừng lắm. Nhà rất là đẹp. Thì mẹ mừng nhất là bây giờ con lớn, con trưởng thành rồi, con biết làm, biết lo, biết làm. Thì mà thứ nhất là làm được cái nhà, ngôi nhà đẹp đẽ như thế này là mẹ rất mừng. Thì ngày hôm nay làm được cái nhà như này mẹ rất thấy mừng. Ừ. Đẹp rồi chứ, đúng không? Rất là mừng, đẹp. Bây giờ mới là nghĩ là con mới đến tuổi trưởng thành rồi, con nghĩ ngợi con làm được, được như thế là rất là tốt. Mẹ rất là mừng đấy. Thì suốt bao nhiêu năm qua gia đình mình ở trong ngôi nhà cũ thì cũng thấy gia đình mình rất là đấy, nên là con phải cố gắng để thực hiện cái điều ước này, thì xây cái ngôi nhà cho vợ, cho con, thì cho mẹ. Thì mẹ cảm ơn con, con đã trưởng thành rồi mà con biết lo cho gia đình nhà mình được ngôi nhà xinh xắn như thế này là mẹ rất là mừng. Phải tự hào về các phải con. Tự hào về các con lắm. Vâng. Dạ. Đây là mẹ của Trọng. Còn đây là Trọng mà thử hỏi bố vợ của Trọng nhá. Thì có một cái điều đặc biệt nữa thì chắc là tất cả khán giả, có những khán giả biết nhưng mà cũng có nhiều khán giả không biết. Thì đây là bố của em Kiệt, thì cũng tức là bố vợ của Trọng. Tại vì chị của Trọng là chị ruột của em Kiệt, thành ra là đây là bố vợ của Trọng luôn. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng con về nhà mới thì cha thấy thế nào? Cha thấy nhà đẹp không? Thấy nhà đẹp. Dạ. Chúc mừng cho hai con đúng không? Còn em thì thế nào? Mẹ bỉm sữa. Thấy ngôi nhà này thế nào? Đẹp. Ngôi nhà mơ ước của vợ chồng biết bao nhiêu năm đúng không? Thì ngày hôm nay gia đình của Trọng thì ai cũng rất là tươi cười, cũng rất là mừng luôn. Thì Trọng cũng quay chi tiết về cái ngôi nhà. Đúng rồi, thì cũng có một cái điều rất là quan trọng nữa thì Trọng cũng muốn nói ở trong cái video này. Thì suốt những cái ngày tháng vừa qua Trọng xây cái nhà này, thì có rất là nhiều người họ đồn thổi, họ nói rằng là Trọng xây biệt thự tiền tỷ, xây biệt thự 4-5 tỷ to nhất làng luôn. Thì ngày hôm nay là Trọng sẽ đính chính lại là liệu cái ngôi nhà Trọng xây có hết 4-5 tỷ như là lời đồn hay là không. Thì ngay đầu video khán giả xem là thấy Trọng quay chi tiết từ đằng trước ra đằng sau, thì khán giả thấy đó là cái ngôi nhà Trọng xây thì nó cũng ở mức độ là vừa phải thôi, chứ nó cũng không có phải là to lắm như lời mà những người dân ở xung quanh đây họ đồn là Trọng xây biệt thự tiền tỷ to nhất làng á. Thì cái điều đó là không đúng sự thật. Tại vì cái ngôi nhà Trọng xây lên thì Trọng cũng đã quay cho cả nhà xem rồi. Thì những ai mà đã từng xây nhà thì khán giả đều biết. Thì cái ngôi nhà của Trọng xây thì nó cũng hết rất là nhiều tiền. Nhưng mà để với cái số tiền là 4-5 tỷ để xong cái ngôi nhà này thì nó sẽ không có tới. Thành ra là Trọng xin đính chính lại là cái lời đồn là cái nhà của Trọng xây là không thể nào mà hết được tới cái số tiền là 4-5 tỷ như kiểu là người dân ở xung quanh đây họ đồn họ nói nhá. Thì Trọng đính chính lại một lần nữa.
thì cái số tiền là nó sẽ không tới cái mức độ như vậy đâu. Thì Trọng chia sẻ một tí, tại vì trong cái quá trình mà Trọng xây nhà thì Trọng nghe được người ta đồn như vậy nên là Trọng đính chính lại thôi. Thì ngày hôm nay thì con cũng thực hiện được cái ước mơ của mình rồi. Thì là bây giờ thì vợ con này kia đầy đủ rồi, nhà cửa cũng khang trang gọn gàng. Thì ngày hôm nay thì mình cũng về nhà mới, thành ra là con cũng không biết nói gì nữa. Con cũng cảm ơn mẹ, thì vì mẹ đã sinh con ra trong cái cuộc sống này, thì để con nuôi con lớn lên thì ngày hôm nay thì con mới được như thế này. Thì mẹ cũng chúc mừng, thứ nhất là chúc mừng cho gia đình. Dạ. Thứ hai là chúc mừng cho vợ chồng con có nhà mới, lại có thằng cu bắp của mẹ, cháu nội của mẹ. Dạ. Thì là mẹ rất là mừng, thì mẹ dạ. chúc mừng vợ chồng con. Vâng. Sao con thấy mẹ? Và chúc mừng cho cu cháu nội của mẹ là hay ăn trống lớn. Vâng. Sao con thấy mẹ bơ phờ thế, mẹ dạo này thấy mẹ gầy thế? Thì mẹ cứ thời gian làm nhà, mấy tháng làm nhà mẹ cứ phụ bưng bê cái này cái nọ nó à. Hồi nãy là mẹ bê cái cây lên là mẹ nói là mẹ bị sao? Mẹ đau lưng ấy. Đau lưng à? Thế đau lâu chưa? Cũng mấy tháng rồi, lâu phết rồi đấy. Tại mẹ cứ nhà thì làm thợ đấy, nhưng mà mẹ muốn cho nó nhanh xong để cho vợ con sắp sanh rồi thì để cháu mẹ về được có nhà mới ở, cho nên là mẹ cũng cứ bưng bê cái này cái nọ. Cho nên là mẹ cứ đau lưng ấy. Con đã nói với mẹ rồi là nhà này là mình đã xây thì mình đã thuê người rồi thì mình không cần phải làm, mà mẹ cứ làm gì. Nhưng mà mẹ biết là như thế, nhưng mà mẹ muốn nhanh xong đi để con dâu mẹ sinh cháu nội mẹ để về nhà mới được sớm. Cho, có nhà cho con nhà dâu với cả cho cháu nội về. Đúng rồi, để nhà về nhà mới ở cho mát mẻ. Cả nhà thấy mẹ Trọng thương con dâu không? Thế thành ra là bây giờ là bị sao? Trong người thế nào? Bây giờ là cứ đau lưng ấy. Vâng. Đau lưng, mình cứ đứng nhiều hay là ngồi nhiều đến nó cũng đau gối đấy. Vâng. Thì mẹ, như thế. Mẹ làm cái gì thì mẹ cũng phải giữ sức khỏe. Nhưng bây giờ thì biết là giữ rồi, nhưng mà thấy người ta làm thì mình cũng phụ vào đấy, những bưng bê cái mấy cái vớ vẩn đấy. Thế là bây giờ là đau lưng nhiều đúng không? Thế thì để con đi ra ngoài Hà Nội con mua thuốc cho mẹ nhá. Thế là con cũng có một cái điều rất là quan trọng. Thì bây giờ là cái điều ước của con bấy lâu nay thì điều ước của hai vợ chồng con đã thành hiện thực rồi. Thành ra bây giờ là cái thứ quan trọng nhất đối với con bây giờ là sức khỏe của gia đình và người thân. Thành ra là bây giờ là sức khỏe của mẹ như thế. Thì con là muốn là làm một cái điều gì đó để con bảo hiếu cho mẹ. Thì vì cũng là nhờ có mẹ thì con vợ chồng con mới có ngày hôm nay. Thành ra là con sẽ... Con biết là suốt là mấy chục năm nay là mẹ chưa có về quê của mình đúng không? Chưa. Trọng cũng chia sẻ với tất cả khán giả luôn là quê gốc của gia đình của Trọng là ở ngoài Bắc. Thì Trọng chỉ biết là mẹ nói là ở ngoài Bắc thôi, thì chứ Trọng thì Trọng mất gốc rồi. Mẹ của Trọng thì sinh ra ở ngoài Bắc thì lớn lên ở ngoài Bắc. Nhưng mà mẹ của Trọng là do gia đình lúc đó rất là khó khăn, nên là gia đình là phải từ ngoài Bắc đi vô trong này để làm việc. Thì Trọng biết được là mấy chục năm qua là mẹ chưa có về quê. Mẹ thăm quê hương rồi thăm bà con. Thành ra là ngày hôm nay thì mơ ước của Trọng cũng thành hiện thực rồi. Nên là Trọng sẽ có muốn có một cái món quà tinh thần tặng cho mẹ. Thứ nhất là bây giờ là con sẽ đưa mẹ về Bắc một chuyến để mẹ thăm gia đình và người thân. Cái việc đó là việc thứ nhất. Cái việc quan trọng hơn á, là bây giờ đối với con là sức khỏe của người thân của mình rất là quan trọng. Nên là con sẽ đưa mẹ vào nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan. Cái nhà thuốc mà những lần trước mà mẹ hay thấy mà con hay đi lấy thuốc con giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn đấy. Thì con sẽ đưa mẹ vào trong đấy khám bệnh rồi sẽ lấy thuốc cho mẹ để cho mẹ uống, mẹ khỏi bệnh. Thì mẹ thấy thế nào? Thì mẹ vui quá, cho mẹ được về quê thăm rồi lại cần đi lấy thuốc thì vui quá, rồi mẹ cảm ơn con. Vâng, thứ nhất là mình sẽ đi máy bay. Đấy, ngày trước đấy, là chưa bao giờ mẹ được đi máy bay, bây giờ mẹ đi máy bay thì thích lắm. Vâng. Còn bao giờ đi máy bay đâu. Dạ. Mà cũng chưa được về quê, bây giờ được con cho về quê. Vâng. Vừa được thăm quê hương lại vừa được đi bốc thuốc. Vâng. Thăm nhà của bà Nan nữa. Dạ. Vui lắm.
Thì đối với Trọng bây giờ là không có cái gì là quan trọng hơn là sức khỏe và những người thân trong gia đình của Trọng, nên là bây giờ là Trọng quyết định là sẽ đưa mẹ Trọng về Bắc, về quê một chuyến, nói chung là chỉ 1-2 ngày thôi để thăm quê hương thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là ra đó là để lấy thuốc cho mẹ của Trọng, để cho mẹ Trọng hết cái bệnh đau lưng đau gối đúng không? Rồi, đấy là cái bệnh đấy người ta gọi là bệnh thấp khớp. Vâng. Thì ngày hôm nay thì Trọng cũng quay chi tiết về cái nhà của Trọng cho tất cả khán giả xem rồi. Thì tất tần tật về cái nhà của Trọng, và Trọng cũng đính chính lại là cái lời đồn của nhiều người dân, họ nói là Trọng xây biệt thự to nhất làng. Thì nói về to nhất làng thì Trọng không có dám đâu. Nhà của Trọng là một cái ngôi nhà nho nhỏ để gia đình ấm cúng thôi, chứ không dám nhận là to nhất làng. Thì tình hình cái ngôi nhà như thế nào thì Trọng cũng quay cho tất cả khán giả xem thì khán giả cũng biết rồi đấy. Còn bây giờ thì Trọng sẽ sắp xếp, thì Trọng sẽ tranh thủ, thì Trọng với cả mẹ của Trọng thì với cả Kiệt, thì em có về Bắc chơi không? Vâng, phần nhỏ làm sao mà đi được xe. Ba mẹ vợ có về Bắc chơi không? Vâng, thế thì con sẽ đưa mẹ của con về, Trọng sẽ đưa mẹ của Trọng về Bắc một chuyến, chỉ 1-2 ngày thôi. Xong rồi quan trọng là mình vào mình lấy thuốc rồi mình thăm quê hương của mình, xong rồi mình sẽ vào trong này. Thì còn lo cho cháu nội của thì mình về nữa. Ngày vào trong này cần lo cho thằng cu Bắc. Vâng. Nhưng có gì ở đây mẹ nó không chưa biết, mới đẹp mới sanh em bé đầu tiên thì chưa. Vâng. Chưa được biết cho. Vâng. Nên không chơi được lâu. Rồi thì bây giờ là Trọng sẽ sắp xếp để Trọng đưa mẹ Trọng về Bắc lấy thuốc và thăm quê hương nhá. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Trọng với cả mẹ của Trọng là đang có mặt ở ngoài sân bay Đà Lạt. Thì chút xíu nữa là Trọng sẽ đưa mẹ của Trọng ra ngoài Hà Nội. Thứ nhất là để thăm quê hương. Tại vì suốt mấy chục năm qua thì mẹ của Trọng là cũng chưa có về quê lần nào. Thì lần này thì Trọng mừng chuyển về nhà mới á, thì Trọng tặng cho mẹ một món quà tinh thần là đưa mẹ về quê thăm quê hương, bà con cô bác ở quê. Cái đó là cái việc thứ nhất. Và còn một cái việc quan trọng hơn hết là Trọng sẽ ghé vô nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan để Trọng lấy thuốc đau nhức xương khớp cho mẹ của Trọng. Thì lần này về thăm quê hương thì mẹ có hồi hộp không? Hồi hộp mà mẹ vui lắm, được con cho về quê thăm. Vâng. Rồi mẹ cảm ơn con và mẹ rất là vui. Có mừng không? Mừng lắm. Vâng. Thì đây cũng là cái lần đầu tiên Trọng được về thăm quê hương. Tại vì từ nhỏ thì mẹ Trọng sinh Trọng ra ở trong Lâm Đồng này thì Trọng chưa về quê lần nào. Thì đợt này thì về quê cùng mẹ, mẹ dắt Trọng về quê. Xong rồi tiện thể thì mình ghé vô nhà thuốc Triệu Thị Lan, nhà thuốc dân tộc Dao đấy. Mình lấy thuốc cho mẹ luôn. Thì bây giờ là Trọng mời tất cả quý vị khán giả tiếp tục xem cái video này và theo dõi cái hành trình về thăm quê hương của mẹ con Trọng nhá. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Trọng với cả mẹ của Trọng đang có mặt tại Ba Vì, Hà Nội. Thì ngày hôm qua là Trọng với cả mẹ của Trọng là mới đi về thăm quê hương, mới đưa mẹ về thăm quê rồi. Ngày hôm nay thì Trọng sẽ vào trong Ba Vì, Hà Nội để Trọng ghé thăm nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan. Nhà thuốc mà trước đây là Trọng đã từng ra ngoài này rất là nhiều lần. Trọng lấy thuốc cho những cái hoàn cảnh khó khăn ở bên Trọng. Thì cái thuốc xương khớp và những hoàn cảnh khó khăn bên Trọng uống thuốc và đã khỏi, nên là Trọng thấy thuốc rất là tốt. Thì lần này là Trọng đưa mẹ về quê thì tiện thể là đưa mẹ vào đây để lấy thuốc luôn. Thì bây giờ là Trọng không nói nhiều nữa. Thì Trọng với cả mẹ Trọng sẽ đi vào trong nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan để lấy thuốc. Thì bây giờ là mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Đi. Thì như tất cả khán giả đã thấy thì bây giờ là Trọng với cả mẹ của Trọng là đang đứng ở cổng làng. Thì cả nhà xem kìa. Thì cổng làng có chữ Làng Văn Hóa, Làng Nghề Thuốc Nam của thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, Hà Nội. Thì đây là một cái làng thuốc truyền thống của người đồng bào dân tộc Dao. Thì cái làng thuốc này rất là nổi tiếng luôn cả nhà. Thì giờ Trọng cả mẹ vào. Hôm qua về thăm quê thì mẹ thấy vui không? Bây giờ vào lấy thuốc lại còn vui hơn đúng không? Bây giờ Trọng đi vào trong nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan nhá. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ là Trọng đã đi tới nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan rồi nhá cả nhà. Thì
Đây là nhà thuốc của bà Triệu Thị Lan này mẹ ạ. Ừ. Nhà thuốc mà những lần trước con hay đi ra ngoài này con lấy thuốc cho những hoàn cảnh khó khăn á. Ừ. Nên là lần này dắt mẹ vào mẹ thăm. Con kho nhiều thuốc kìa. Vâng, kho này thuốc nhiều lắm. Đây, bà Lan kìa. Bà Lan đang ngồi buông thuốc kìa. Vâng. Chào bà nhá. Chào chào bà Lan nhá. Chào bà Mế. Chào chị Hà. Dạ. Bà Lan. Ôi cháu à. Cháu Trọng. Trọng à. Vâng. Bà lại không nhận ra cháu à? Đầu này quá thế. Vâng. Cháu khỏe không? Cháu khỏe. Bà khỏe không? Có, bà cháu khỏe lắm. Dạ. Thế mẹ ai đây à, cháu Trọng? Vâng, đây mẹ vào đây. Thì để cháu giới thiệu với bà. Đây là mẹ của cháu. Vâng. À rồi xin. Cháu chúc bà nhé, mạnh khỏe nhé. Vâng. Hôm nay bao nhiêu tuổi mà bà nghe còn trẻ thế? Lần này cháu 60 đấy. À thế thôi đi đi vào đây để ngồi uống nước. Vâng vâng vâng. Dạ. Đây chị Hà. Vâng, em chào chị Hà nhá. Chào đây. Cô. Đây là mẹ của em. Vâng. Dạ. Cô với em ra uống nước. Vâng vâng. Thì ngày hôm nay thì em ra ngoài này là cũng có cái việc quan trọng á. Em muốn nhờ đến nhà thuốc mình. Ừ thì có gì cứ sang đây uống nước đã. Dạ dạ. Vâng. Bà ra ngoài này bà còn thấy nóng không? Nóng nóng. À. Trong kia mát mà nó dịu dịu hơn. Thế ở đây nóng. Đấy, ở ngoài bà này là nóng. Cho cháu gài cái này nhá. À vâng. Cháu gài cái này tại vì cháu đang quay phim. Vì cháu đang có cái hành trình đưa mẹ cháu về thăm quê hương á. À thế à. Nên à. Cháu muốn quay lại cái video này. À thế à, thế chứng tỏ bà là người ở ngoài này à? Vâng. À thế à. Dạ. Ôi bà còn trẻ lắm, năm nay bao nhiêu tuổi bà? 60 đấy. 60 à? Dạ. 60 mà trẻ. Ngày xưa 60 làm cụ kỵ rồi, bây giờ 60 còn hàng tráng. Thôi uống nước cái này thuốc mát gan để độc gan đó, tốt lắm. Vâng, vâng. Cháu uống nước đi em. Dạ. Bà uống nước đi bà. Cháu Trọng uống nước đi. Cháu xin nhé bà nhá. Bà uống nước đi. Uống mãi nước chè ở trong trong kia rồi ra đây uống nước rễ cây bà nhá. Cái này đào thải độc gan rất là tốt đấy cô ơi, cô uống đi. Cái này cũng là thuốc đúng không? Cái này thuốc. Dạ. Thơm ngon lắm. Vâng ạ. Thơm. Bà ơi ở đây chúng cháu hãy uống cái thuốc này gọi mát gan giải độc này. Thì vâng, thì để cháu vào vấn đề ngày hôm nay luôn nhá. À. Thì ngày hôm nay thì tại vì cháu đang có cái chuyến mà đưa mẹ cháu về quê. Ừ. Tại vì mẹ cháu thì gốc ở ngoài Bắc á. À thế. Đây. Trước giờ mẹ cháu chưa về quê lần nào. Thì cháu đưa mẹ cháu ngày hôm qua đi về thăm quê hương. Rồi. Thì tiền thể ngày hôm nay là cháu đưa mẹ cháu ra ngoài này để lấy thuốc. Vâng. Ừ. Tại mẹ cháu thì cũng lớn tuổi rồi, dạo gần đây thì mẹ cháu cũng bị đau nhức á. À. Vâng. À thế cháu, thế dạ. Còn cho cô hỏi tí cái chỗ này nhá. Vâng. Thế cái ngày trước cháu ra đây lấy thuốc cho cái chị mà người sinh dân tộc sinh ba đứa con gái đấy, bây giờ bà ấy đã khỏi bệnh chưa? Vâng vâng, cái lần trước mà cháu ra đây cháu lấy thuốc đấy đúng không? Ừ. Cái chị đấy thì hôm bữa là cháu cũng có đi vào trong làng. Ừ. Cháu cũng quay phim cháu cũng giúp mấy hoàn cảnh trong đó. À. Cháu cũng có nói chuyện với chị đó. Ừ. Thì chị đó cũng kêu là đỡ nhiều lắm rồi. À, chị à đó, thế thì tốt rồi. Vâng, chị đó thì cũng nói với cháu là cảm ơn cháu. À. Cũng gửi lời cảm ơn đến nhà thuốc của mình à, luôn. À thế vâng, thế tốt rồi. Thì cái hoàn cảnh đấy thì mình cũng giúp thì họ bây giờ là họ cũng đỡ nhiều rồi đấy. Vâng. À. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một việc rất là quan trọng. À. Tại vì ngày hôm nay thì cháu... Tại vì mẹ của cháu cũng lớn tuổi rồi. À. Đợt vừa rồi thì cháu làm nhà đấy. Thành à, ra là mẹ của cháu là cứ bưng bê cái này, bưng bê cái kia, phụ này, phụ kia. Xỉu khó quá. Thì hôm bữa thì mẹ cháu kêu là bị đau lưng với cả đau khớp. À. Thành ra là cháu mới dắt mẹ cháu ra ngoài này để khám bệnh để xem thì bệnh tình thế nào rồi cháu lấy thuốc luôn. À, thế tốt quá. Thì bây giờ là trong người của mẹ thì như thế nào thì mẹ cứ... nói cho bà Lan bên nhà thuốc viên. Vâng, ngày bà Lan thì cháu cũng đau ít ít thôi. Ừ. Nhưng mà vừa rồi là cháu Trọng nằm nhà. À. Thế là cháu cứ ý là cứ bưng bê cái nọ kia đấy. Thường các đau, con dọn dẹp. Đau nhiều, đau lưng. Ừ. Với lại đau đầu gối. Nhiều khi mình đêm nằm ngủ là cứ mà lạnh là nó cứ buốt đấy. À vâng. Vâng, chỉ có thế thôi. Thế cô ơi, cô có bị sưng gối không ạ? Nó không sưng nhưng mà nó đau. À nó đau bốt ở trong gối chứ không sưng. Vâng vâng. Nhiều khi mình làm cái gì hay mình ngồi lên mà lâu mà đứng dậy là cũng đau, nhiều khi phải chống cái này đứng dậy ấy. Thế ạ, vâng. Thì cháu hỏi cái rõ cái triệu chứng để cháu bốc thuốc cho tốt hơn mà. Dạ vâng, thế thì cô đau cả lưng này với khớp gối này với cái cổ vai gáy của cô bị đau không ạ? Đau bị ê. À rồi ê cả hai bên vai gáy. Ừ, nó mỏi cổ gáy. Đúng rồi.
Cái chỗ nào mà đau nhiều thì mẹ nói cho chị Hà với cả bà Lan đều biết. Đi ngủ luôn là mình dậy là hai bên bả vai này đều ê là đau này. Cô là đau cả dưa lưng cả khớp gối này, đúng đau rồi. Đau bả vai, đau tê tay. Tê tay đúng rồi. Tê tay nhiều khi là tê, cô có đi xe thì chắc thì cô cũng phải đứng lại để vẩy vẩy. Vẩy vẩy, vâng vâng. Để cho nó kiểu cho nó hoàn hồn lại ấy, thì xong bắt đầu mới tóm lại đi. Dạ vâng, thế được rồi, cái triệu chứng như thế này thì cháu bốc thuốc nhiều mà, rất là nhiều. Đấy, em Trọng cũng hay ra lấy làm cho, lấy thuốc nhà cháu làm từ thiện cho mấy cái cô hoàn cảnh khó khăn đấy. Vâng. Hầu như cô nào uống đều khỏi cô ạ, em cô cứ yên tâm. Mẹ em cũng có xem mà, mỗi lần em đi ra ngoài này lấy thuốc cho hoàn cảnh á, là mẹ em đều xem. Lần này em kêu là ra ngoài này thăm nhà bà Triệu Thị Lan để lấy thuốc thì mẹ em mừng lắm. Dạ. Cô được ra đây là cô mừng lắm rồi đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Thì chắc là bây giờ thì chắc là mình sắp xếp thì mình lấy thuốc cho mẹ em luôn nhỉ. Thế được rồi, thế cô ngồi đây nói chuyện với mẹ cháu này, cháu đi bóc thuốc cho cô nhé. Vâng. Để cháu lấy cái mic nhá, để cháu đi xem chị Hà bốc thuốc. Cháu lấy đi để chị Hà bốc thuốc cho mẹ. Dạ, rồi. Để em đi xem chị Hà bốc thuốc nhá. Cho em gài cái này được không chị Hà? Lần nào em ra ngoài này em cũng hối nhà thuốc mình, em ngại quá. Chị thông không sao nhá. Tại vì em ra ngoài này mấy ngày rồi đấy, đưa mẹ về thăm thế. Lần này cho mẹ ở đây chơi vài hôm em. Tại vì thằng cu đang ở nhà. Mẹ nhớ quá à. Vâng. Giờ đây chị đang bốc thuốc đây này, đau nhức xương khớp này. Cái này hầu như là cái này là tổng hợp xương khớp này, chị bây giờ chỉ có bốc cho cô là đau gối này. Đây cái này là chuyên cho về gối này. Rồi bóc gối mới này. Đây vị này là đau khớp gối này. Em muốn bóc cho thì mẹ em khỏi bệnh phải luôn. Cái này làm nhà xong rồi chắc là cô giúp phụ em nhiều nên mẹ bị đau xương khớp nhiều. Bây giờ có vợ có con có nhà cửa thì mơ thành hiện thực rồi. Bây giờ cái điều quan trọng chúc nhất mừng là các sức em khỏe đấy. Sức khỏe của gia đình bản thân mình. Đây cái này nó lưu thông mạch máu tê này cháu ơi, Trọng này. Đây cái vị này. Mấy cái vị thuốc này thơm nhờ chị nhờ. Thơm lắm. Chị nói chung là làm cẩn thận. Vâng. Cái này là cái chị nào đang bốc cho ai à hay là bốc cho em luôn? Thôi bốc cho cô luôn mà, cho mẹ em luôn. Bốc cho mẹ em luôn đúng không? Vâng. Lúc nào em ra cũng vội vội thì cứ thôi ưu tiên em trước. Vâng. Còn chị bốc cho bệnh nhân sau để chị đóng gói. Mình một bốc tí nữa. Bốc nhiều mà đúng không? Nhiều lắm nhà chị, bây giờ càng ngày thì bệnh nhân càng nhiều nên nhà chị làm việc hết công suất luôn, không có thời gian nghỉ. Buổi trưa cũng phải làm tranh thủ. Dạ. Không có là không đủ vị thuốc để bốc cho bệnh nhân cũng không được. Tại vì cái này là cái kiện hàng này là chị bốc mới bốc hồi nãy giờ đấy đúng không? À đấy, chị bốc xong cái này thì chị đóng gói như này để gửi đấy, để cho gửi khắp mọi miền Tổ quốc. Cắp đất nước luôn em ạ. Cái này là mình gửi bưu điện là cho bên bưu điện giao đến nhà đúng không? Gửi bưu điện. Cái này là khách hàng ở xa họ gọi cho bên chị họ mua. Đúng rồi. Ví dụ nhà bệnh nhân mà đau bị thế nào thì người ta gọi điện cho mình, thế là mình tư vấn bệnh này đau như thế nào là cứ bốc thuốc đấy, bốc như thế này xong bây giờ mình đóng gói như này gửi bưu điện. Thế là cái số điện thoại của bên chị là vẫn dùng cái số đấy à? Vẫn số đây thôi, vẫn hai số của chị là 0989213662. Vẫn với của mẹ chị là vẫn số cũ thôi. Vâng. Là 0388322571. Vâng. Vẫn hai số đấy mà. Vâng. Tính ra bây giờ mà bệnh nhân họ muốn mua thuốc thì khám bệnh các thứ cũng dễ nhỉ. Họ chỉ cần ở xa, họ chỉ cần gọi điện là mình gửi. Đúng rồi. Cái này cái gì mà thơm thế chị? Cái này là chuyên chữa về đau lưng đấy em. Vâng. Cái này là đau cột sống đấy, nhức lưng đấy. Đấy. Nói chung cơ bản là đau xương khớp là tổng hợp thì đủ rồi. Thế nhưng mà cô đau ở lưng ấy thì lại bốc chuyên sâu vào thêm cho cô tốt hơn. Đấy. Đấy những cái vị này này. Mỗi một triệu chứng đau ở đâu thì mới có một cái bài cái vị thuốc mà chữa mà. Chứ cứ đau lưng, đau khớp gối hay là đau bả vai là lại có một cái loại thảo dược mình trị. Ở trong một cái bọc thuốc như vậy là trong này có khoảng bao nhiêu vị chị? Ui, nhiều lắm, mấy chục vị ấy. Vâng. À đúng rồi chị Hà. Tại vì mấy lần trước em hay ra ngoài này em thăm nhà thuốc mình á. Em hay quay video á. Thì có nhiều cô chú khán giả hay xem video của em á. Cô chú cứ hay gọi cho em hỏi bên nhà thuốc mình có chữa được bệnh này không? Có chữa được bệnh kia không? Nhưng mà em có biết đâu.
Ừ, có thì rất nhiều. Bây giờ em tính là hỏi chị là bây giờ chị có thể nói cho em biết là bên nhà thuốc mình là có những cái bài thuốc gì có nhiều là chỉ cho em ơi. Mẹ ơi, mẹ lên đây bốc thuốc cho cô ấy để con giới thiệu cho em Trọng cho khán giả biết. Thế này mình chữa được cũng nhiều thứ bệnh. Tại vì chú Trọng bệnh khán giả hay hỏi chú Trọng để con giới thiệu cho chú ấy biết để chú về chú phổ biến cho khán giả. Đây con bốc cái này là của cô là phần tê có rồi này. Với đây khớp gối này, bây giờ mẹ bốc cho cô ấy đau lưng với cổ gáy ấy. Đấy. Tại vì những cô chú khán giả bên em thì cô chú cũng lớn tuổi á. À. Thế là cô chú quý đây. Em nên cô chú mới xem video á. Chú hỏi thì em lại không biết. À, em nói không biết. Đây những cái này là chữa về dạ dày đường này. Thuốc dạ dày à? Dạ dày, viêm loét dạ dày, hành tái tràng này, trào ngược hay là sung huyết, phù nề, HP này. Nếu dùng loại này. Dạ. Đây một liệu trình là 6 gói thuốc bột dùng trong 1 tháng này. Đau dạ dày. Ừ, cái này chuyên sâu về dạ dày, ai bệnh nặng đến mấy uống cái này đều khỏi hết. Dạ. Ừ, nếu mà bác nào có không may mà bị cả đường ruột đấy, ăn trái thức ăn mà bị đau bụng, sống phân. Vâng. Thì có thể là mình kết hợp, đây là cái cao đường ruột chuyên sâu về đường ruột, mình kết hợp với cái này. Vâng. Là một liệu trình là 3 gói cao thêm với 6 gói thuốc bột này, uống hết 1 tháng. Vâng. Thế là bệnh nặng đến mấy nó cũng sẽ khỏi hết. Được về chuyên về đường ruột đúng không? Ừ, cái này chuyên về đường ruột, còn cái này chuyên về sâu về dạ dày. Dạ. Ừ, còn cái này thì cũng rất là nhiều trường hợp mà hay bị này. Cái này thì là tăng cường sinh lý cho nam giới. Vâng. Nhiều người các bác hay bị bệnh này nhưng mà người ta ngại đó, người ta cũng không muốn chia sẻ. Vâng. Nhưng mà qua đây thì có thể là bác nào không may bị bệnh cái bệnh về sinh lý yếu hay là xuất tinh sớm thì cứ mạnh dạn này điện với nhà thuốc, có thể mình chữa sớm càng tốt. Dạ. Chứ đừng để có lâu ngày bệnh nó càng nặng hơn thì nó khó chữa. Vâng. Đấy, cái này đây. Tăng cường sinh lực. Tăng cường sinh lý. Dạ. Mình cái này thì mình dùng sẽ được kéo dài cái thời gian quan hệ vợ chồng theo ý muốn. Vâng, vâng. Đấy, rất là tốt. Đấy, yếu thận. Dạ. Ừ. Còn cái này thì là xoang, cái này cũng rất là nhiều người đang bị này. Thuốc viêm xoang đúng không? Viêm xoang, viêm mũi. Cái thuốc này đợt trước em lấy cho vợ của em đấy. Ừ, đúng rồi đấy, đúng rồi. Có mấy lọ thế là khỏi luôn. Cái này cực kỳ hiệu quả đấy. Ừ. Dạ. Cái này một liệu trình là cứ 5 gói xịt mũi với 2 gói thuốc dạng viên. Vâng. Đấy, viên như này là mình uống là liệu trình như thế này. Vâng. Là viêm mũi dị ứng, viêm chảy dịch mũi. Dạ. Ừ, thế là sẽ khỏi thôi. Vâng. Còn cái này thì bệnh trĩ này, bệnh trĩ nội, trĩ ngoại này. Vâng. Trĩ thì liệu trình này cũng dùng 3 gói cao thế này này. Dạ. 3 gói cao thế này với 2 gói thuốc dạng viên. Vâng. Dùng trong 1 tháng, nếu mà làm là cái mụ cái búi trĩ mà nó lòi ra hậu môn đấy. Vâng. Uống thì nó sẽ co dần dần, co tự nhiên lên. Dạ. Ừ, thì hoặc là nó chảy máu nên là đã cầm máu nó. Vâng. Khỏi dứt điểm. Vâng. Còn những cái thuốc ngoài này là thuốc gì đây chị? Ừ, cái này thì là nhà chị đang bốc như thế này để chị đóng gói này để chị gửi này em. Cái này đây là chuẩn bị đóng gói đúng không? Ừ, đây ra chị bảo. Ai mà mua nhiều thế chị? Ôi, một ngày chị nhiều lắm, đây là chị đang đóng gói thế này để gửi này. Cái này là đau xương khớp, cái này bệnh nhân thường gặp nhất này. Cái này đợt nào em lấy cũng có cái này này. Đau xương khớp à? Đau nhức xương khớp này. Cái này liệu trình dùng là cũng 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc, 3 gói thuốc cao đây. À, đấy. Em thấy là cái thuốc xương khớp bên chị này là hình như là mạnh nhất nhỉ? Tại cái bên, này em thấy bên chị hiệu quả. Rất hiệu quả. Lần nào em ra em cũng thấy là chị. Cái này là đơn nhiều nhất, ngày nào cũng có rất là nhiều bệnh nhân để gửi cái đơn thuốc này này, từ là rất là nhiều cái xương khớp. Vâng. Có những bác ví dụ mà bị cả thừa cái acid uric bị đau chân ấy, bị gút ấy. Vâng. Có người thường là bị cả khớp nữa thì có. Vâng. Thể mình kết hợp cả 15 gói đun với 3 gói cao gút để đào. Vâng. Thải acid uric ở mức bình thường thì các bác là hết đau. Vâng. Ừ. Còn đây cũng rất là nhiều các bác bệnh nhân hay bị uống bia rượu nhiều này. Bị gan này hoặc là sơ gan cổ trướng men gan cao, gan nóng quá nó men gan cao quá nó phát nóng phát ngứa đấy. Vâng. Thì mình dùng loại này là sơ gan cổ trướng mà bụng to. Vâng. Phình đấy, thì mình dùng cái này nó đào thải độ gan rất tốt. Đây cái này là ở đâu mua đây chị? Cái này là ở trong Đà Lạt à? Đúng rồi, trong trong em ấy, trong em luôn à? Lâm Đồng ấy, Đà Lạt ấy. Ừ. Cái, này đây, là... cái bác này ở cái bác là địa chỉ là bác này mua nhiều rồi. Ở phường 2 của thành phố Đà Lạt cái gì ấy, Lâm Những Đồng. Người bị bệnh gan này là đa phần là lớn tuổi à? Hay là cả trẻ vậy? Nói chung là mọi lứa tuổi, nó không không cứ đâu. Có người trẻ nó cũng bị. Dạ. Và có người phụ nữ nó cũng không uống bia rượu nhưng. Dạ. Mà cũng có bị bệnh gan. Nhưng. Dạ. Đa số là đàn ông uống rượu nhiều thì hay. Dạ. Bị gan thì dùng gan. Cái này đào. Dạ. Thải độc tố trong gan. Dạ. Viêm gan B, viêm gan C, nói chung các loại triệu chứng về gan thì uống. Dạ. Loại này đào thải tốt.
Còn này... còn loại này thì cũng rất là nhiều trường hợp các bác bị lớn tuổi đây này, cái này thì bị rối loạn tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn. Đây là cái là nó không kiểu không đưa máu lên não đều thì mình dùng cái loại này uống nó sẽ tốt này. Một liệu trình là cũng dùng 15 gói thuốc đun với 2 gói thuốc viên uống kèm thì là các bác ấy sỏi đau tiền đình. Đau đầu tiền đình, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn hoặc là sẽ không ngủ được thì mình dùng loại này. Vâng. Đây cái này, thì tiêu u à chị? Cái này thì là tiêu u. Vâng. Tiêu u rất là nhiều, bây giờ hiện tại không biết thế nào mà rất là nhiều người bị loại này trọng nhé. Tiêu u. Người ta mua cái này nhiều lắm mà chị. Ừ. Chắc có cái này với không khí càng không ngày khí, càng ô nhiễm. Ô nhiễm cũng là ăn uống, đường ăn uống hay thế nào hay là ô nhiễm môi trường. Bị u tuyến giáp này, u yếu này, u vú này, u tiền liệt tuyến, nói chung là rất là nhiều các loại u trong người thì dùng cái loại này sẽ tiêu hết. Mấy cái thuốc thang này là đa phần cái cách sử dụng mình đun lên nó đều sử dụng giống nhau à chị? Ừ, giống nhau hết này, có cái nào chị cũng có hướng dẫn sử dụng với số điện thoại kèm đấy mà nhé. Vâng. Đây. Nếu mà các bác là dùng mà lấy thuốc mà chưa hiểu được alo đây nhà chị đây. 0388322571 là số của mẹ chị. Vâng. Của chị vẫn số này 0989213662 đấy. Vâng. Ừ, nếu mà vâng. Bác nào mà lấy thuốc thông tin địa chỉ rõ ràng đúng không? Đúng rồi, rất là địa chỉ rất là rõ ràng. Vâng. Bác nào không may mà bị bệnh thì cứ alo nhà thuốc sẽ tư vấn. Vâng. Hoặc là không hiểu gì cứ điện là nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách sử dụng thuốc để cho nó hiệu quả tốt nhất. Vâng. Thuốc này thuốc gì đây chị? Cái này cũng rất là gặp trường hợp hay bị ho này, mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, người lớn đều bị ho hen, ho gió, ho khan, ho phổi, ho có đờm, nói chung là tất cả cái triệu chứng ho thì mình cũng dùng cái này. Một liệu trình này thì cũng 15 gói thuốc đun với 3 gói thuốc cao, cũng dùng thế là nó sẽ hết. Cái này là viêm xoang đúng không? Cái này xoang. Viêm xoang có cả thuốc sắc nữa hả chị? Có cả thuốc sắc, bác này thì bác bị viêm đa xoang chẳng ạ. Viêm đa xoang đau đầu nhiều cho nên là chỉ cắt cả dạng sắc. Sắc với dạng xịt với dạng viên. Tại vì trước em mua cho vợ em á, em thấy là lấy viên với cả cái chai thôi. Ừ. Dạ. Nhưng mà cái bác này bác bị viêm đa xoang cho nên phải kết hợp nhiều này thì mới khỏi được. Dạ. 15 gói đun với 5 lọ xịt mũi với 2 gói thuốc dạng viên này. Vâng. Đấy. Còn những cái này thì cũng rất là trường hợp nhiều bác lớn tuổi bị này. Mất ngủ. Mất ngủ. Trường hợp hoặc là người ta bị bệnh suy nghĩ nhiều hoặc là một cái áp lực một công việc gì đấy. Vâng. Thế là hay bị stress này, mất ngủ này thì dùng loại này thì sẽ được một cái giấc ngủ ngủ ngon. Vâng. Ăn ngon, ngủ sâu giấc là giấc không bị chập chờn. Vâng. Còn cái này là gì đấy chị? Thuốc dị ứng à? Cái này thì bác này, cô kia có bị dị ứng, ngứa dị ứng thì tiết dị ứng nổi mề đay đấy thì mình uống cái này nó đào thải độc mà. Vâng. Ừ. Còn cái này thì các bác này thì bác bị tiểu đường. Dạ. Liệu trình bác lấy liệu trình tiểu đường. Tiểu đường dùng thì cũng 3 gói cao với 2 gói thuốc viên. Có người thì mình dùng, mình cho cái bác này thì dùng dạng sắc, bác quen rồi thì mình dùng sắc sắc. Và bác hay lấy cái này. Bác này quen này là bác hay mua bên chị bác, đúng rồi, hay quen thì bác dùng dạng sắc với dạng viên. Vâng. Ừ. Mà không thì có người mà không có thời gian thì mình cho bác cái dùng dạng cao với dạng viên. Vâng. Còn cái này cũng rất là nhiều bác hay bị này. Cái này này do thận yếu mình lọc không tốt nên hay bị cặn sỏi thận ấy. Sỏi thận là chị? Sỏi thận, sỏi mật, sỏi bàng quang, các loại sỏi trong nội tạng thì chị sẽ cho các bác bệnh nhân là uống đun một gói này, uống 2 ngày thì cứ đun uống thay nước hàng ngày, uống nhiều nước vào thì kết hợp cả 2 gói này, cái này nó đặc trị về tẩy sỏi ấy. Hỗ trợ vào nó sẽ bào mòn hết cái sỏi ra theo nước tiểu ra, rất là an toàn. Đấy. Hôm nay người ta đặt nhiều thế nhỉ? Cái này là mỡ máu. Vâng. Mỡ trong máu trong gan đấy. Mỡ trong máu có nghĩa là trong gan, là gan nhiễm mỡ à? Gan nhiễm mỡ mà máu nhiễm mỡ hoặc là tiêu mỡ bụng, mỡ đùi đấy, mình tiêu cái này, uống cái này cho nó tiêu đi. Vâng. Tóm lại là cái này là đào thải mỡ. Dạ. Đấy. Thế còn cái này là thuốc gì đấy chị? Cái này thì đường ruột đại tràng. Đường ruột à? Ừ. Có bác thì dùng dạng cao mà có bác thì có người ta thích uống là mình cho cả dạng sắc với dạng cái này uống kèm, dạng cao uống kèm thì nó sẽ nhanh hơn.
Đấy. Nãy giờ chị giới thiệu với em thì cũng có nhiều bài thuốc ghê nhờ chị nhờ. Ôi rất nhiều đấy. Đấy. Còn đấy. Nhiều nữa nhưng có cái này, đây là những cái chị giới thiệu những cái bác là đặt rồi. Còn những cái bệnh là các bác hôm nay thì chưa có đơn thuốc ấy, thì còn nhiều không giới thiệu được hết. Còn những bài thuốc khác nữa nhưng mà không thể nào mà giới thiệu cho em hết đúng không? Ừ, hôm nào em ra chị giới thiệu thêm. Thì em thấy nhà thuốc của mình thì rất là hay mà. Ngày nào em ra, lần nào em ra em cũng thấy là cũng rất là nhiều đơn. Nhiều mà, nhiều lắm. Vâng. Giấy khen trên nhà chị nhiều nhờ. Vâng. Khen của mẹ chị nhiều lắm, đó là hội đông y thành phố tặng này, huyện. Vâng. Có tất cả nhiều lắm. Dạ, chừng từ đầu này qua tới đầu kia. Ôi còn nhiều lắm, chứ không có chỗ treo đâu Trọng ơi, trong nhà đây. Dạ. Của chị cũng có nhưng mà thành cũng thành phố khen đó nhưng mà chị chưa có chỗ treo. Xong không chưa chị. Đấy. Gần xong rồi nhưng mà còn thiếu một vị đau cuộc sống nữa. À vâng, để con xuống kho. Xuống kho lấy đi. Sao chị? Mẹ chị bảo còn thiếu một vị đau cuộc sống thắt ngang lưng ấy. Nhưng mà chị xuống dưới kho chị lấy. Giờ chị xuống kho chị lấy à? Ừ. Xuống kho lấy lên. Thiếu một vị nữa thôi à mẹ? Ừ rồi ok, dạ. Để con xuống. Để em đi xuống em lấy cùng chị luôn nhá. Ừ, đi xuống đây. Hôm nay thời tiết nắng nhỉ? Đây ngoài Bắc nó nóng quá. Chị Hà, lần này em quay lại đây thì kho thuốc nhà mình nhiều thuốc nhỉ? Ui, nhà chị nhiều. Vâng. Nhiều lắm. Bây giờ đây là cứ thơm phức nhỉ? Suốt rồi làm cẩn thận, mình phơi xong phải sấy khô mới để bảo quản, đây là túi bóng đây này. Cái này rất là an toàn, đây là thuốc 100% bằng thảo dược tự nhiên, thuốc sạch đấy. Nhà chị không có một cái gì bảo quản, chất bảo quản gì cả. Bảo quản tự nhiên luôn đúng không? Tự nhiên luôn. Dạ. Đấy, một kín thế nào cũng phải một kín. Chị làm cẩn thận lắm. Dạ. Lần này Trọng quay lại đây thì Trọng thấy kho thuốc của nhà thuốc Lương Y Triệu Thế Lan rất là nhiều luôn. Cả nhà xem này, thấy nhiều không? Trọng đi vô trong này là Trọng cảm thấy là mùi rất là thơm luôn. Mùi thảo dược rất là dễ chịu. Kho thuốc rất là nhiều luôn cả nhà. Đây. Đấy, được rồi em Trọng ơi, đi lên để thang cho cô. Thiếu cái vị này à chị? Đây, cái kỵ này đau cuộc sống này. Cái cây thuốc này là thuốc gì đây chị? Cái này gọi là cây tầm khạ, đau ngang lưng đấy. Còn tiếng dân tộc thì em chả hiểu được nữa. Dạ. Tiếng đồng bào. Vâng. Chị... Đây mẹ ơi, thang nó cho cô để buộc vào. Bây giờ là Trọng đưa chị Hà với cả bà Lan là thang xong vị thuốc cuối cùng cho mẹ của Trọng là sẽ xong. Xong rồi à chị Hà? Đấy, thuốc của cô xong rồi em Trọng ơi. Dạ. Đi ra đây để uống nước để chị hướng dẫn cho cô về cô đun. Vâng. Hôm nay trời nóng như bà nhờ. Các cô này quen thì các cô cảm thấy dễ chịu, bà với các cháu ở trong đấy mát. Trong thời tiết nó mát mẻ ra đây thì khó chịu lắm cô nhỉ. Ở đây là nắng gắt. Cô uống nước đi, với em uống nước đi. Dạ, để cháu hướng dẫn cô sử dụng cô nhé. Cái này là địa chỉ nhà thuốc này với số điện thoại này 0989213662 là của cháu. Đấy, của mẹ cháu là 0388322571 cô nhé. Đây là địa chỉ nhà thuốc với cái này là cái tờ hướng dẫn sử dụng này. Nhưng mà cháu cứ hướng dẫn cho cô. Cái này cái thuốc đun này này, mỗi một gói này cô đun uống 2 ngày nhé. Cô để ngập thuốc, nước nó ngập thuốc ra cô cứ đun sôi kỹ là cô uống thôi. Không cần phải đun 3 bát đấy một đâu ạ. Và đun đơn giản mà. Cô cho vào ấm nào cũng được, ấm điện, ấm bếp củi, bếp ga đều được hết cô nhé. Vâng. Ở trên cái bao bì đấy là chị cũng có để đầy đủ cách sử dụng đúng không? Cách sử dụng có hết, mà số điện thoại nhà thuốc nếu mà cô uống thế nào hoặc chưa hiểu cô cứ alo hai số đấy, cháu để trong cái tờ hướng dẫn này. Đấy, thì là của cháu với của mẹ cháu. Với cái số cái cao này thì cô về cô mỗi một miếng là cô uống 10 ngày cô nhé. Mỗi một miếng là cô mỗi một hôm là cô cắt một miếng nhỏ nhỏ bằng đốt ngón tay này. Một là cô pha ra nước nó tan ra uống. Hoặc là cô vê tròn như hạt đỗ, cô nuốt vào thì nó dễ, pha ra nó khó uống hơn. Đấy. Thì, ở trên những cái thuốc đấy là cũng có đều... Cái này đủ liệu trình uống trong một liệu trình một tháng. Chị Hà nói mẹ còn nhớ không? Thế là đây số điện thoại của cháu đọc lại cho cô nghe nhé. Đây cái cao nó có này, số của cháu là 0989213662.
của cháu cô nhé. Của mẹ cháu là 0388322571. Đấy là cô điện số nào cũng được, bất cứ giờ nào cô cứ điện cho nhà cháu nhé. Đấy. Giả sử mà mẹ không nhớ thì mẹ cứ gọi ra. Nói chung là cái thuốc nhà cháu nào cũng có số điện thoại hết. Còn cái này thì rượu xoa bóp, thuốc xoa bóp cô về cô điều đổ rượu đầy vào đây nhé. Khoảng 2 ngày sau, 24 tiếng sau này là cô xoa bóp đều và chỗ đau chỗ nào mà chú bóp cho. Đau lưng, đau gối, cái bả vai này cô hay bị tê đấy. Cô đi xe bị tê thì cô xoa bóp đều vào thì nó lưu thông mạch máu là nó hết tê ngay mà. Với kết hợp uống này nó khỏi nhanh thôi. Vâng, đấy. Cảm ơn nhá. Đấy, cũng dễ đơn giản thôi mà, không có gì phức tạp đâu. Cũng giống như mấy lần trước. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Để cháu cột lại cho cô. Cái này chị lấy cái bọc cho em nhé. Không, chỉ cần cái bọc này được rồi chị. Để em đi máy bay em ra ngoài đấy em đóng gói bằng cái thùng. À, thế à. Rồi, ok. Thế cũng được. Cứ cột vậy cho em được rồi. Dạ. Đấy, đó, thế cô nhớ chưa ạ? Nhớ cách sử dụng rồi đúng không? Không nhớ thì cô cứ điện số cho cháu đây, số từ hướng dẫn nhà thuốc đây cô nhé. Có hai cái số điện thoại này. Đấy, hai số đấy. Vâng, của mẹ, của con. Vâng. Duy nhất hai số. 0388322571. Là của 0989213662. Đây là số của nhà thuốc. Duy nhất có hai số này thôi. Cô cứ điện mẹ con cháu lúc nào cũng được. Vâng. Thế thì thuốc của cháu hết bao nhiêu vậy bà Lan? Cháu gửi cho nhà thuốc mình. Dạ, cháu cái này nhá. Cháu thì cô thì quý cháu lắm, cô không biết là làm thế nào để lấy cái gì để ơn cháu được mà cháu đã có lòng dạ lên đây mà thứ nhất là lại mẹ của cháu nữa. Vâng. Thế mà bà đã có thể về quê thăm quê mà lại về có thời gian bất chút thời gian bà Ngọc lên mấy cô làm thế này mà nhà thuốc cô Lan làm thuốc này. Thì cô cũng chẳng có cái quà gì cả, cô đúng là ở trên núi nó chẳng có quà gì cả, cô chỉ có quà thuốc thôi. Thế bà thông cảm để cho cô Lan, cô tặng thôi, cô không phải là ấy, cô tặng cho bà về để bà uống để cho mau lành bệnh, để còn trông cháu chứ, trông cháu. Không, bà Lan không được bà ơi, tại vì lần này là cháu dắt mẹ cháu ra ngoài này thăm quê hương á, với lại là mua thuốc, thì tại vì chắc là bây giờ là cho cháu gửi tiền thuốc cho gia đình cho bên nhà thuốc mình. Mẹ chị bảo là rất là quý em lúc nào em cũng đi làm từ thiện làm cái thiện nguyện để giúp những cái mảnh đời khó khăn đấy. Mẹ chị gia đình chị nói chung là ai cũng quý em. Tôi cũng không biết là có gì được, hôm nay cô với em ra đây phải lấy thuốc cô bị đau thế thì thôi thì gia đình nhà chị tặng cho cô một liệu trình để cô uống thì nó khỏi. Thôi. Không ngại đâu. Tiền thì bao nhiêu tiêu cũng hết, cái tình cảm là chủ yếu. Cô lấy bao nhiêu cháu chẳng gửi được, nhưng mà thôi. Thì mẹ đã ra đến đây rồi, quý nhất là mẹ ra đến đây rồi. Thế này nhé, bà Lan chị Hà. Tại vì bây giờ nhà thuốc mình mà tặng thuốc cho mẹ của em, mẹ của cháu á, thì cháu cũng ngại lắm. Với lại là cháu biết là nhà thuốc của mình để mà làm ra một cái bài thuốc như thế này thì cũng phải rất là vất vả, đi rừng, đi dãy. Thế ra là bây giờ nhà thuốc mình tặng thì cháu vẫn xin nhận tấm lòng. Nhưng mà bây giờ thì nhà thuốc mình không muốn nhận thì cứ cho cháu gửi một nửa đi nhá, đem đi cho cháu vui. Tại vì nhà thuốc mình cũng phải rất là vất vả, mà bây giờ nhà thuốc mình vất vả như vậy mà tặng không cho cháu thì cháu cũng ngại lắm nhá. Vất vả mà cái tình cảm thôi, đấy là cô nói mà. Thì bây giờ cho cháu gửi một nửa đi, thì coi như là cái tình cảm nhá. Bây giờ cô chả biết nói như nào, cô là cô rất là quý bà, quý cháu. Bà đã lên ra đến đây rồi, tiền thì bao nhiêu tiêu cũng hết, cháu đã nói, cô đã nói thế rồi, nhưng mà cháu cố tình nếu mà cháu đưa cho cô thế nào thì gọi là một đi một lai thôi, thực sự đấy. Cô thì cô không muốn lấy tiền của bà làm gì cả. Thế thì cháu cảm ơn nhà thuốc mình nhá. Vâng, nếu mà nhà thuốc mình đã nói thế thì cháu xin nhận tấm lòng của nhà thuốc mình. Thì cháu chuyển khoản cho nhà thuốc mình một nửa. Thì tiện thể thì cháu cũng gửi lời cảm ơn đến nhà thuốc của mình nhá, đã tặng thuốc cho mẹ của cháu. Vâng. Thì em cảm ơn chị nhá. Vâng. Hôm nay cháu dẫn em ra, thứ nhất là biết nhà chị. Vâng. Còn thứ hai là em chị được tặng thuốc cho em. Thì em chả biết nói gì, thì em chỉ biết là thôi thì em cảm ơn chị. Rồi chúc gia đình mình có nhiều sức khỏe. Vâng. Để đi lấy thật nhiều cái thuốc vào để giúp đỡ những người
khó khăn và bệnh tật như em nha. Dạ. Em không biết, chị cũng là không biết nói gì cả. Tiếp lời em thì chị chỉ biết chúc em về mạnh khỏe cả gia đình, rồi thì uống thuốc cho mau chóng lành bệnh thôi nhé. Em cũng cảm ơn chị Hà nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cháu. Vâng ạ, cháu chúc cô mau lành bệnh nhé. Có nhiều sức khỏe vào để đi lên rừng lấy các cây lá để giúp đỡ những người đau như cô nhé. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Thế chị Hà, bây giờ là cho em xin số tài khoản để em chuyển cho mình một nửa thuốc nhé. Em cái đợt trước em lấy đấy có tài khoản cũ em giữ không? Vâng, để em kiểm tra xem còn không nhé. Đấy, vẫn tài khoản đấy mà. Vâng. Đây. Thì đây chị Hà, em chuyển khoản xong rồi nhá. Rồi, ok. Em cảm ơn nhà thuốc của mình nhiều nhá. Ừ, rồi. Và cảm ơn dạ. Chị mẹ cháu nhé. Dạ, vâng ạ. Thì chắc bây giờ là cháu cũng xin phép nhà thuốc của mình. Cháu chào tạm biệt bà Lan nhé. Vâng, cháu mạnh khỏe nhé. Chào chị Hà. Rồi, chào em thì nhé. Bây giờ thì em phải đi về. Tại vì bây giờ thì em cảm ơn em cũng ra ngoài này mấy ngày rồi á. Rồi. Là về nhà thì nhớ con quá đúng không? Còn vợ ở nhà. Rồi. Cũng phải tranh thủ đi về. Rồi. Thêm một lần nữa thì cháu cũng chúc nhà thuốc của mình có nhiều sức khỏe nhé. Vâng. Rồi, cảm ơn em. Rồi, rồi. Em cũng chào chị nha. Vâng. Chúc gia đình mình có nhiều sức khỏe. Vâng. Để đi lấy cây thuốc về để giúp đỡ những người đau như em. Vâng. Vâng. Chị cũng chẳng biết nói gì. Vâng. Em về mạnh khỏe rồi uống thuốc mau lành bệnh nhé. Vâng, vâng. Em vâng. Cảm ơn nhé. Con đang chúc sức khỏe cô ạ. Vâng, vâng. Vâng. Chúc cô mau lành bệnh. Sức khỏe cháu. Vâng ạ. Dạ. Thế nhá, em chào chị Hà nhá. Em chào bà Lan, cháu chào bà Lan nhá. Cháu em chào chị. Dạ. Thực lộ bình an. Vâng. Chúc nhà thuốc của mình có thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn cháu nhiều. Thế nhá, cô cháu chào cô và chào em nhé. Thì bây giờ là Trọng sẽ dắt mẹ đi về thì để còn vợ con ở nhà nữa cả nhà. Thì một lần nữa thì chào bên nhà thuốc của mình. Thì bây giờ Trọng với cả mẹ Trọng đi về nhá. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ là Trọng với cả mẹ của Trọng với cả em Kiệt đang quay phim. Là hiện tại bây giờ là đang có mặt tại phòng chờ của sân bay Nội Bài. Thì nhóm của Trọng thì là đang đợi đến 9 giờ. Thì 9 giờ mới có chuyến bay là bay từ sân bay Nội Bài Hà Nội vào trong Đà Lạt. Thì ngày hôm nay thì Trọng sẽ kết thúc cái hành trình mà đưa mẹ về thăm quê hương tại đây. Thì bây giờ là con hỏi mẹ những ngày vừa qua thì mẹ về quê thăm quê hương rồi đi máy bay thì mẹ có vui không? Rất là vui, mẹ rất là mừng. Được lần đầu tiên là mẹ đi máy bay và được đưa con đi đưa mẹ về quê thăm quê và lại được đi bốc thuốc nữa, thế là mẹ mừng lắm. Mấy chục năm rồi là mới được về Bắc đây? Mấy chục năm, từ năm chắc phải 30 năm. 30 năm? 30 năm lần này mới được về quê mà lại lần đầu tiên là được đi máy bay, cho nên là mẹ rất là vui. Mẹ nhìn thấy đường xá quê hương các thứ nó có thay đổi nhiều không? Thay đổi nhiều lắm. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà Trọng với cả mẹ Trọng là hai mẹ con cùng đi về ngoài Bắc. Thì suốt mười mấy năm qua, thì năm nay là Trọng 27 tuổi. Thì bây giờ là Trọng mới thực hiện được cái ước mơ của Trọng là đưa mẹ về quê thăm quê hương, tặng cho mẹ cái món quà tinh thần và đưa mẹ ra ngoài nhà thuốc Lương Y Triệu Thị Lan để bốc thuốc để cho mẹ khỏi bệnh. Thì chắc có lẽ là cái hành trình mà đi về Bắc thăm quê hương của Trọng với cả mẹ của Trọng là sẽ kết thúc tại đây. Thì Trọng cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều vì đã dành thời gian xem cái video này của Trọng. Thì khán giả xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. À quên, cho mẹ con mình nhá. Thì bây giờ hai mẹ con Trọng xin chào tạm biệt tất cả khán giả nhá. Bye bye. Vui không? Vui.